trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Minh Đức hát thể điệu Phụng Hoàng Lai Nghi 10 câu, gương anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Quân, sáng tác Đoàn Vũ Tuấn. Hai bên thiên hạ thấy hay không, một gánh can thường phải gông, quằn quại đôi vai quân tử trúc. Gần ngàn Oh.
tay giặt. Cam cành đông cồng đánh đập cạo trà, pháp quang mưu sâu kim tiền chức tước đâu nhục chi đấng hùng anh, lệnh trạm hiệu đầu gió hồng đượm dòng bầu đình gian ngập tràn lửa máu sôi sục, trong quyết hoàng hàng triệu trái tim Nguyễn Hữu Quân người hy sinh trong khi phách đang can cường lòng trung quân sắc son. Anh kiệt còn lưu mãi muôn đời con cháu soi gương liên tục. Chương trình là 16 câu văn Nam Công Chúa Chiêu Hoàng soạn lời Xuân Đào do tài tử Ngọc Trang thể hiện. Thank you.
chúng đôi lớp dân dò ba qua kéo cho con lắm nồi trái ngang đang tuổi xuân phải ly tan chồng vợ mẹ ơi đời con già trần canh đã có nhau từ thuở thiếu thời gian sang họ ly ngỡ yên tâm khi con tôi nhường ngôi lối bước về chốn hậu cùng thái sư ép trần cành đắng phối hôn với chị dâu giờ trần liễu đang là thái phụ dưới trời xưa công nương dạy ba đào trao lễ đắng cay có ai ai nữa lời can gián giúp ta mẹ hoàng cung sừng số bàng hoàng cơ nghiệp nhà Trần chính tay con xây đắp từ khi cho chồng mẹ con ta vì nghĩa lớn đành phải quên mình hãy soi gương trang điểm dù phấn hương không làm nhạt niềm
chuyện xảy ra rồi sẽ qua như ác mộng đêm dài. Vì gian sang tổ quốc gác tình riêng cho trong âm ngoài lời phân của mẹ ấm áp tình thiêng liêng hãy cho con xa vào lòng như thuở nào âu thơ lỡ tơ duyên trần thái công cũng đau xa cho Lý Diêu Hoàng lời khuyên hãy lên duyên gá nghĩa với Lê Phú Trần vì tướng quái danh tận chiến thắng rạng rỡ đèn hoa tiếng nhã nhạc nàng chiêu thanh cất bước theo chồng ngài du quy của con gái mẹ đã thoa lòng hậu thế lưu truyền nàng công chúa nhường ngôi tài tử Thanh Lựu tiếp nối chương trình với thể điệu Lưu Thủy Trường khí tiết Trương Công Định của tác giả Danh Phận. Xin nhắc lại một vị anh hùng của dân tộc nước ta đã từng làm cho vô vật pháp nể kinh. Người đó không ai khác hơn đó chính là ông Trương Công Định, đã bao lần quyết tử sông pha khắp các vùng chợ chịu nhận ở lại gia đình chống giặc xâm lăng, dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, thà thác danh thương còn hơn sống nhục nỗi giáo ngoại bang đập thủng sơn hà, không mở ngón tay không rắn cắn gà nhà vang lại đồng bào quên. Trận phục kích đêm 7 tháng 12 năm 1860
bừng bừng tấn công của nghĩa binh ông tướng công trình đã nhiều phen pha luyện công đồn chiến tướng chỉ huy quan ba mũ giặc khi đồn kỳ hòa thất thủ về tay quân địch thì nguyện đi phương cũng đã bị trọng thương trương công định buộc lòng phải rút kéo quân về cùng cố tại Gò Công kêu gọi lòng yêu nước của trí thức công nông ai nhất tề nước lớn giành quyền độc lập sau khi hàng ngũ đã cùng cố xong ông ra lệnh mở liền nhiều cuộc tấn công bằng những trận quanh liền dễ dàng khắp các miền cầu nổi cần vuốt tân an nhắc chuyện đã qua để chúng ta nhớ lại công đức lớn lao của ông đang tự hào ngày nay toàn thế dân ta có được ấm no tự do độc lập trong đó có phần đóng góp của ông đã đổ máu xương cho đất nước bình dân tộc ta có rất nhiều ông tướng công định thế giới phải kiêng quay không dám xem thường tương lai Việt Nam sẽ giàu mạnh hùng cường rạng giống lạc hồng của quốc tổ hùng vương để tưởng nhớ ông nhân dân lập đền thờ tại đất Gò Công nơi quê hương anh hùng suốt cuộc đời đi ngang quanh liệt tâm gương sáng ngời của trương công định để lại cho hậu sinh phản ánh soi mình trung với nước hiếu với dân bằng tâm nhiệt tình quý không ương hèn mãi quốc cầu vinh. Tiếp theo chương trình, tài tử Tô Tấn Loan hát bài Tình Khúc Tháng Tư, soạn lời Hùng Tấn, theo thể điệu Bình Bán Chấn, 44 câu. Tháng Tư, đất nước toàn cõi yên bình, chiêm lạc gọi bày đồng vang vọng 4.000 năm xe màn đêm phá xích cởi xiềng nô lệ vũ bùng nhơ đứng dậy lớp lớp trùng trùng giáo mát tầm vong tiếng cha ông ngàn thua vang động núi sông rầm rập bước chân bài ca lên đàn rền vang trôi nhịp mơ trong ngoài xâm nhật pháp hàng đất nước còn chia cách tiếp bước trường chinh chống Mỹ hát khúc quân hành xe dọc Trường Sơn tóc tàn mất mát gian khổ không sờn vì nòi giống trường tồn ý chí vẫn không mòn hơi Trường Sơn gian dâm hành quân chân cứng đá mềm để cho Nam Bắc nối liền không gì quý hơn tự do độc lập mê đường ta đi có tình bác sáng soi gian dâm như sông dài biển rộng đuốc sáng niềm tin chói rằng gắn bó keo sơn
tình đồng đội yêu thương dời dời. Mắt giống tâm tình giữa đại ngàn xanh, khoảng rừng khuya mùa lá rụng sương lạnh vắng vắng lối mòn khi bước hành quân. Thần tốc tiến quân nắm cơm ăn dội, ba lô nhỏ gọn với chiến trường là hành trang, vượt suối băng đèo gian nan, mắt hướng về phương nam. Bước hành quân cơn sốt giữa đường, lưng tựa vào lưng bè bạn yêu thương, chia bớt gánh nặng trên vai. Có những đêm Trường Sơn thu mình trong khoảng lặng, nỗi nhớ in hình dáng mẹ. Hôm sớm tảo tần mái tóc pha sương, và em gái láng giềng nét đẹp sớm thôn, giờ còn đó hay không, hay em đang góp mặt ở những cung đường. Mẹ và em là cả tấm lòng hậu phương, dồn sức mạnh cho tiền phương, thù ngăn bước trường chinh gian dặm. Tình quê hương đất nước quê hương hội tụ về điểm hẹn, toàn vẹn non sông miền Nam giải phóng. Ta đi ngọn lửa niềm tin cháy bồng, lửa của tình sâu nghĩa nặng, ngọn lửa từ Âu Lạc văn lang. Mắt ta nhìn đầm thắm nặng nghĩa yêu thương, dù phơi gan trái mật giữa đạn bom ác liệt gian nan. Đồng đội thân thương có người nằm xuống giữa lưng già, mưa tuôn nước mắt chan hòa, tưởng niệm trong lòng dục bước hành quân. Dần dương ló vàng sắp đến đích rồi bạn bè ơi, mặc pháo chụp bom rơi, đã đi là phải đến nơi. 30 tháng 4 ta họp quân giữa Sài Gòn, trận đánh cuối cùng tận mặt nhìn nhau ai mất ai còn. Rầm rập bước chân những binh đoàn sông lên, vinh lũy cuối cùng là đây, ta đạp tung những tháp rào ngăn chặn. Bầu trời tháng tư trăng lớp mây bay, cờ vàng sao gió lòng, chiến thắng vinh quang toàn vẹn cõi bờ. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.